Xin kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 7. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn. Tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai chuyển đổi số một cách tích cực, đúng hướng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho trẻ trong dịp hè. Trong phần tin thế giới, các vụ cháy rừng ở Canada đã thiêu rụi hơn 10 triệu hecta trong năm nay, một con số kỷ lục vượt qua những dự đoán bi quan nhất của các nhà khoa học. Cực quay, tức là vị trí mà trái đất quay quanh, dịch chuyển khoảng 79cm về phía đông từ năm 1993 đến năm 2010 do khai thác nước ngầm. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện năm 2023 đạt trên 336 tỷ đồng, bằng 89% mục tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt 92% kế hoạch. Toàn huyện đã trồng hơn 1.980 ha rừng, đạt 62% kế hoạch, giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 7%. Từ năm 2021 đến năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao 453 việc đột phá, đổi mới đối với 173 lượt đồng chí lãnh đạo. Diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, kết nạp mới được 200 đảng viên đạt mục tiêu nghị quyết. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện 2 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Lâm Bình kinh tế phát triển, văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc, cảnh quan môi trường sạch xanh đẹp an toàn, sớm thoát khỏi huyện nghèo. Với quyết tâm chính trị cao, sau 2 năm rưỡi thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động của Ban chấp hành, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, 100% chi đảng bộ, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nghiêm túc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể cá nhân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hàng năm có từ 84% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 84%. Đến tháng 6 năm 2023, toàn đảng bộ huyện Lâm Bình đã kết nạp 200 đảng viên mới, đạt 100% so với chỉ tiêu nghị quyết. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã ban hành quy định số 16 ngày 9 tháng 11 năm 2021 về việc giao đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong đó mạnh dạn giao việc đột phá đổi mới, nhất là những việc khó, phức tạp cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ có năng lực. Cùng với việc thực hiện việc làm theo để gắn với cái vai trò xây dựng thôn mới và xã theo kế hoạch là về nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đặc biệt là gắn những việc làm cụ thể của từng đồng chí cán bộ, từng đồng chí đảng viên, đặc biệt là phụ trách đến hộ gia đình bằng cái tâm huyết của mình, thì bằng những cái động lực thúc đẩy học tập làm theo Bác, thì gắn với trách nhiệm đó thì cái hiệu quả công việc của từng đồng chí được phân công bằng những cái nội dung đăng ký đã thực hiện, kể cả tổ chức hay là cá nhân, thì mang lại hiệu quả thiết thực cao hơn. Các cái chi bộ thì sinh hoạt thì được nâng lên rất là rõ, cái tổ chức sinh hoạt chấp hành cái điều lệ của Đảng cũng như là thực hiện các cái nhiệm vụ trong cái tổ chức sinh hoạt chi bộ thì nâng lên, đặc biệt là cái đổi mới cái nội dung, cái phương thức hoạt động lãnh đạo của chi bộ đảng
cái vai trò ở trong cái quá trình đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên thì được nâng lên. Trong nửa nhiệm kỳ, cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị được đổi mới, gắn học tập với thảo luận, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện đảm bảo phù hợp, sát thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Chất lượng công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện, cấp xã, các chi bộ cơ sở, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, đảng viên được nâng lên. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các cái chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Trong đó là trọng tâm là tiếp tục thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh để tiếp tục nâng cao hơn nữa cái chất lượng sinh hoạt chi bộ và cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Những kết quả quan trọng trên đã khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng lòng, chung sức của toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp địa phương, từng bước đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo, một mục tiêu quan trọng trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên những năm gần đây, ở nhiều địa phương trong tỉnh không những thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn mà còn huy động được nhân dân tích cực hiến đất để thực hiện nhiều công trình, nhất là mở rộng đường giao thông và làm cầu trên đường giao thông nông thôn. Một năm về trước, toàn bộ diện tích đất này trước đây là ao nuôi cá của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Hưng Long, xã Thành Long, huyện Nam Yên. Năm 2022, khi thôn Hưng Long được chọn để đầu tư xây dựng cầu dân sinh trên đường giao thông nông thôn, với gần 1.000 m2 đất đang được trồng lúa, nuôi cá, trồng cây lâm nghiệp cho nguồn thu khá ổn định. Nhận thấy sự cần thiết của công trình, bà Hồng đã quyết định hiến toàn bộ diện tích để phục vụ việc thi công xây dựng cầu dân sinh. Bà và các thành viên trong gia đình còn tích cực hỗ trợ đơn vị thi công, chặt bỏ cây cối, tháo dỡ vật dụng, san gạt đất để bàn giao sớm mặt bằng. Tôi muốn nó ủng hộ để nó có con đường đi để cho mọi người đi lại nó đỡ khổ, mưa gió nó đỡ khổ chật vật. Chị xem bên kia mấy chục gia đình nhưng mưa là phải đứng ở trên đường mà nhìn, chứ không sang được đây. Thế thì tôi nghĩ là thôi thì mình ở bên này cũng là hạnh phúc rồi. Thế thôi thì muốn mọi người đi cùng với mình sang đây để cho nó có cái đường đi. Hơn 30 hộ gia đình nằm ở khu vực cuối thôn Hưng Long từ nhiều năm nay luôn gặp khó khăn về giao thông đi lại mỗi khi mùa mưa bão. Điều này cũng gây cản trở tới phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, khi nhà nước đầu tư làm đường, làm cầu trên đường giao thông nông thôn, 3 hộ gia đình có diện tích đất nằm trong khu vực quy hoạch, thi công công trình cầu dân sinh ô tô đã tự nguyện hiến trên 2.000 m2 đất cho đơn vị thi công. Nhờ đó mà công trình cầu ô tô thôn Hưng Long có chiều dài 13m, giá trị đầu tư 1,1 tỷ đồng đã sớm được triển khai xây dựng. Khi nhà nước triển khai làm cái cầu dân sinh để phục vụ bà con đi lại để giao thương hàng hóa cũng như là để phát triển kinh tế thì bà con để trong thôn thì cũng rất là mừng, phấn khởi mà cũng hết sức tạo điều kiện, mà đấy nó cũng là cái mong muốn bà con để nhiều năm nay. Trước đây ở nhiều địa phương trong huyện, việc thi công các công trình hạ tầng nông thôn gặp khó khăn do một số hộ không ủng hộ. Thế nhưng hiện nay ở Hàm Yên, hàng loạt các công trình được triển khai xây dựng với sự ủng hộ tích cực của người dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên bà con đã hiểu, đồng tình ủng hộ chủ trương đề ra. Đến nay trên địa bàn xã Thành Long đã có 5 cầu dân sinh được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để tạo được cái sự đồng thuận và cái hưởng ứng trong cái việc làm đường bê tông nông thôn cũng như là hiến đất để xây dựng các cái cây cầu trên đường giao thông nông thôn thì đầu tiên phải nói đó là cái sự phù hợp với lòng dân. Đấy, khi mà có cái chủ trương này thì các cái nhóm hộ là người ta sẽ hưởng ứng luôn.
Trên cơ sở xã cũng có những cái tuyên truyền vận động và người ta hiểu được cái mục đích đem lại, ý nghĩa đem lại của những cái đường này, cái cầu đó, thì từ đó nó tạo ra một cái động lực trong chính người dân rằng là làm cho mình. Có sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường giao thông, cầu dân sinh được hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn và tạo đà để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đang tích cực giữ vững các tiêu chí đã đạt được và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sự đổi thay của Sơn Nam hôm nay là minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của người dân trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là động lực để Sơn Nam hướng tới đô thị loại 5 vào năm 2025. Thác Nóng là thôn được lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân trong thôn đồng lòng đóng góp sức người, sức của, nhựa hóa gần 1 km tuyến đường vào thôn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Nhằm bảo vệ môi trường, mỗi nhà đều xây điểm xử lý rác thải. Cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhà có số, ngõ có tên, tạo không gian sống bình yên và hiện đại. Toàn thể nhân dân cũng nhận thức được là cái môi trường là để trong sạch, để cho nó đảm bảo cái sức khỏe con người, thì từ đó mà cái nhận thức của nhân dân cũng đã được coi nâng cao, mà hơn nữa là toàn thể nhân dân cũng đã đồng tình là phải để làm sao cái môi trường cảnh quan nó được coi như là trong sạch. Xã Sơn Nam đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia duy trì giữ vững các kết quả đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi. Địa phương đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân, huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án, sự đóng góp của các hợp tác xã doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Chú trọng xây dựng và tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Các tiêu chí thì chúng tôi cũng cơ bản đạt được trên 50%, thì cũng đã xây dựng từng cái hạng mục, ví dụ như là tổ chức sản xuất thì phải đảm bảo là 3 hợp tác xã, thì trong đó hợp tác xã Hưng Thịnh, hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp và hợp tác xã Minh Thắng. Đường bê tông thì chúng tôi cũng đã cơ bản là hoàn thành, nhưng tuy nhiên các cái tuyến đường, xây dựng cái tuyến đường bê tông thì nó liên quan đến cái hàng cây xanh rãnh dọc, chúng tôi cũng đã triển khai cho các thôn làm sao thực hiện các cái nội dung về bê tông hóa cũng như nông thôn mới kiểu mẫu. Nỗ lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu để cùng huyện Sơn Dương hoàn thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025 là mục tiêu của xã Sơn Nam trong những năm tới. Thời gian qua, chuyển đổi số một cách tích cực, đúng hướng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thường xuyên ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào quản lý khám chữa bệnh. 100% các khoa phòng của bệnh viện đều được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ, liên hoàn, đồng bộ các trang thiết bị trên tất cả các khâu khám chữa bệnh. Trong thời gian tới thì bệnh viện cũng tiếp tục triển khai và hoàn thiện hơn cái bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử để đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế là đến cuối năm 2023 chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện được bệnh án điện tử. Cái thông tin về bệnh của bệnh nhân thì của chúng tôi thì trong các lần điều trị thì để bệnh từ trước đến hiện tại bây giờ thì cũng đã được lưu trữ ở trong cái phần mềm của bệnh viện và giúp cho các bác sĩ trong quá trình điều trị có thể theo dõi được bệnh nhân. Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nhất định, đặc biệt là về hạ tầng số đã được các doanh nghiệp đầu tư tăng lên nhanh chóng về số lượng. Hiện toàn tỉnh có trên 1.300 vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng BTS, tăng 82 trạm so với cuối năm 2022, đảm bảo gần 100% số thôn bản, tổ nhân dân được phủ sóng điện thoại di động. Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh ước đạt 679.500 thuê bao, mật độ 73 thuê bao trên 100 dân. Thuê bao Internet ước đạt 142.200 thuê bao, mật độ là 17 thuê bao trên 100 dân. Khoảng 80% dân số trưởng thành trên địa bàn tỉnh có điện thoại thông minh. Phát triển thuê bao dịch vụ truyền hình đạt hơn 87.000 thuê bao.
với 1.800 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, đã hỗ trợ giúp cho người dân đưa công nghệ số vào cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống. Chúng tôi cũng nhận thức rõ cái trách nhiệm, đồng thời cũng là sứ mệnh của đơn vị khi được đồng hành cùng với huyện để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, đặc biệt là xây dựng cái chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để việc chuyển đổi số được nhanh và hiệu quả hơn nữa, ngoài việc đầu tư hạ tầng cơ sở, cũng đòi hỏi người dân cần nâng cao nhận thức tích cực cùng với các cấp các ngành thực hiện đăng ký các nền tảng số của tỉnh như ứng dụng Tuyên Quang ID, từ đó góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt việc chuyển đổi số. Trong phần tiếp theo của chương trình, không công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trước ngày 18 tháng 7. Tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho trẻ trong dịp hè. Những năm qua, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú luôn tích cực chủ động nắm bắt và giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trải qua 23 năm thành lập và phát triển, đến nay, tổng các loại máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty khoảng gần 128 đầu xe, máy các loại, phục vụ đắc lực cho công việc của người lao động. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của công đoàn cơ sở công ty cũng phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng với gần 200 người. Với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình cầu đường bộ, sản xuất bê tông nhựa nóng. Hiện nhiều công trình tại tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái do công ty thi công được chủ đầu tư đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Bản thân tôi cũng như anh em là gắn bó với công ty là cũng 15 đến 17 năm nay rồi. Và công việc của công ty là cũng tạo điều kiện cho anh em chúng tôi rất thường xuyên. Hàng năm, hàng tháng là cũng đầy đủ công từ 25, 26 công đổ lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú là một doanh nghiệp mà thi công chính trong nghề cầu đường. Đến nay thì trải qua 23 năm phát triển và xây dựng doanh nghiệp thì từ những công việc nhỏ ít thiết bị máy móc, cán bộ công nhân viên ít đến nay cũng đã trưởng thành và cũng có đạt được một số kết quả như là sản lượng cũng của năm 2022 cũng đạt được 500 tỷ doanh thu. Địa bàn hoạt động rộng khi thi công các công trình tại ba tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái. Ban chấp hành công đoàn đã nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, chủ trương chính sách cho đoàn viên, công nhân lao động, gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tích cực chủ động nắm bắt và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động. Thu nhập bình quân của đoàn viên công đoàn trong đơn vị đạt bình quân 8,5 triệu đồng một người trên tháng. Đoàn viên công đoàn có ốm đau hoặc gia đình có công việc thì đều được ban lãnh đạo công ty và ban chấp hành công đoàn tổ chức đến thăm hỏi động viên về tinh thần lẫn cả về vật chất để cho đoàn viên công đoàn và gia đình cũng yên tâm công tác. Từ đó thấy rằng công tác công đoàn cũng là một bộ phận rất là quan trọng trong doanh nghiệp. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục bồi dưỡng cán bộ quản lý, đào tạo cán bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo thêm công nhân lành nghề, phấn đấu đạt doanh thu và tiền lương của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm của đơn vị. Dịp nghỉ hè cũng là thời điểm trẻ em thường rủ nhau ra sông suối để bơi lội, điều này tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao. Chính vì thế, phòng chống tai nạn đuối nước và thương tích cho trẻ ở môi trường nước luôn được quan tâm. Chiều nào, ông Hoàng Hữu Ích ở thành phố Tuyên Quang cũng đưa hai cháu đi học bơi. Sau hơn một tháng, các bé đã biết bơi cũng như được học những kỹ năng trong phòng chống đuối nước. Về cái phòng chống đuối nước hiện nay thì nó rất là quan trọng, mà nó là kỹ năng sống sau này gặp các cái tình huống trong cái cuộc sống thì nó sẽ rất có giúp ích rất nhiều.
để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức cho các gia đình và toàn xã hội. Đặc biệt là trong dịp hè, trên địa bàn tỉnh mở nhiều lớp học bơi, góp phần trang bị kỹ năng để trẻ vừa phòng chống được đuối nước, vừa rèn luyện sức khỏe. Tỉnh đặt mục tiêu có 90% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em vào năm 2025. Phấn đấu đạt 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025. 30% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi. Tôi nghĩ cái phòng chống đuối nước cho các em rất là quan trọng. Vì vậy mà các bậc phụ huynh cũng như bản thân tôi thì cũng nên là cho trẻ thường xuyên được đi tiếp xúc với môi trường nước để trẻ có cái kỹ năng để phòng tránh đuối nước. Chúng tôi cũng thực hiện với trung tâm là tuyên truyền đến tất cả các phụ huynh và đến các trường trung học phổ thông và các trường tiểu học và các trường trên lân cận của tỉnh. Đến các em về cái phòng chống đuối nước và cách học bơi lội và rèn các kỹ năng chống đuối nước. Để tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ, các cấp các ngành địa phương và các đơn vị trường học thôn bản, tổ dân phố cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong bảo vệ trẻ em, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước trên địa bàn. Như thường lệ vào tối chủ nhật hàng tuần, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện nổi bật tuần qua. Trong tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, huyện Hàm Yên và huyện Sơn Dương đã tổ chức hội nghị đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Đại hội Đảng bộ cấp huyện thành phố. Đây là hội nghị rất quan trọng, là dịp để thành phố Tuyên Quang và các huyện nhìn lại, đánh giá lại tình hình kết quả, mặt được chưa được, chỉ ra những hạn chế yếu kém và nguyên nhân, dự báo bối cảnh thời cơ và thử thách, đồng thời bàn những giải pháp có tính đột phá linh hoạt sáng tạo để thích ứng với tình hình mới, tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, huy động mạnh mẽ nguồn lực cho đầu tư phát triển, giải quyết cơ bản những vấn đề và phát sinh. Qua đánh giá cho thấy về cơ bản các huyện thành phố đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tuy nhiên để đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế trên 9% cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành, cải cách hành chính và thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời xác định rõ động lực tăng trưởng để bứt phá trong nửa cuối nhiệm kỳ. Cũng trong tuần qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Liên hiệp tỉnh hiện có 3 hội hữu nghị thành viên là Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp với trên 700 hội viên. Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, 10 năm qua Liên hiệp ngày càng khẳng định rõ vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng và phong phú. Hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác với bạn bè đối tác quốc tế luôn được gìn giữ, củng cố và phát triển tốt đẹp. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 7, Công đoàn viên chức tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Qua nhiệm kỳ 5 năm, vai trò vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Công đoàn viên chức tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm, công đoàn cơ sở gắn bó và chăm lo bảo vệ đoàn viên người lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Chuyển sang một số tin tức trong nước. Trước thông tin một số thí sinh tra được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đại diện Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Bộ chưa công bố điểm thi vào thời điểm này. Việc công bố điểm thi vẫn theo đúng kế hoạch là vào ngày 18 tháng 7. Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng tài khoản đã được cấp. Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể tra cứu qua website của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có kết quả, nếu còn băn khoăn về điểm bài thi, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo. Các trường phổ thông sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7. Thông tin chúng tôi mới cập nhật về cơn bão số 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện cơn bão vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến khoảng tối và đêm ngày 17 tháng 7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển xuống Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, gió mạnh, sóng lớn sẽ xuất hiện ở nhiều vùng biển của nước ta. Khu vực phía bắc của Biển Đông sẽ có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp
9, cấp 10, sau đó là tăng lên cùng với cường độ cơn bão. Thời điểm mạnh nhất có thể lên tới cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Còn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ thì từ chiều và tối của ngày 17 tháng 7 sẽ có gió bão mạnh. Đề phòng cái sóng lớn ở các khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Đáng chú ý, khoảng chiều và đêm ngày 18 tháng 7 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Hoàn lưu bão gây gió rất mạnh ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ cũng như mưa rất lớn ở Bắc Bộ. Đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây. Lũ quét và trượt lở đất thì đây là vẫn là cái mối nguy hiểm chính do cái bão số 1 cũng như các đợt mưa trong lớn trong thời gian tới. Trong đó khu vực vùng núi phía Bắc cần đặc biệt chú ý tới cái mưa trong cái đợt bão số 1 này. Mưa lớn có khả năng xảy ra trong nhiều ngày trên khu vực các tỉnh vùng núi như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai, Yên Bái thì cần đặc biệt lưu ý. Ngoài ra cần lưu ý khả năng bão số 1 khi vượt qua khu vực đảo Lôi Châu Trung Quốc có thể đổi hướng di chuyển lệch hơn về phía Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực các tỉnh phía Nam, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa. Kịch bản này có xác suất thấp nhưng vẫn phải lưu ý đề phòng. Tin thế giới, các vụ cháy rừng ở Canada đã thiêu rụi hơn 10 triệu hecta trong năm nay, một con số kỷ lục vượt qua những dự đoán bi quan nhất của các nhà khoa học. Diện tích rừng bị thiêu rụi cao nhất mọi thời đại trước đó xảy ra vào năm 1989, khi 7,3 triệu hecta bị đốt cháy trong cả năm đó, theo số liệu quốc gia từ Trung tâm Cháy rừng Liên ngành Canada. Diện tích rừng bị cháy chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2023, cao gần tương đương với diện tích lãnh thổ của Bồ Đào Nha hoặc Ireland. Các nhà khoa học cho biết quốc gia này đang nóng lên nhanh hơn so với phần còn lại của hành tinh do vị trí địa lý của nó và đã phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan với cường độ và tần suất gia tăng do biến đổi khí hậu. Nhóm nhà khoa học mới đây đã phát hiện cực quay, tức vị trí mà trái đất quay quanh, dịch chuyển khoảng 79cm về phía đông từ năm 1993 đến năm 2010 do khai thác nước ngầm. Điều này cũng dẫn đến mực nước biển dâng. Các nhà khoa học nhận thấy khả năng nước làm thay đổi chuyển động quay của trái đất từ năm 2016, nhưng họ chưa rõ nước ngầm đóng góp bao nhiêu vào sự thay đổi này. Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia lập mô hình những thay đổi quan sát về sự di chuyển của cực quay và nước. Kết quả mô hình chỉ khớp với sự dịch chuyển của cực trong giai đoạn 1993-2010, khi tính đến 2.150 tỷ tấn nước ngầm được phân phối lại. Sự cạn kiệt nước ngầm xảy ra khi việc bơm hút nước khỏi các nguồn như tầng ngầm nước dưới đất xảy ra nhanh hơn tốc độ bổ sung nước. Nước ngầm thường xuyên được sử dụng cho mục đích nông nghiệp và cung cấp cho các khu đô thị. Sau khi được khai thác, nước ngầm có thể đi vào đại dương thông qua các dòng chảy và quá trình bốc hơi và mưa. Mới đây, Ban tổ chức Olympic Paris 2024 hay Thế vận hội mùa hè 2024 tại Pháp đã giới thiệu loại giường làm bằng giấy bìa cứng để các vận động viên nghỉ ngơi. Điều đáng chú ý là những chiếc giường này không chỉ mang đến cảm giác thoải mái cho người nằm mà còn có thể tái chế sau khi sử dụng. Loại giường này do công ty của Nhật Bản thiết kế và sản xuất. Hồi năm 2021, chúng từng được dùng tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã đặt hàng 16.000 chiếc giường cho làng Olympic, cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 7 km về hướng Bắc, khi Thế vận hội mùa hè diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024. Việc sử dụng vật liệu có thể tái chế để làm giường ngủ là một giải pháp bảo vệ môi trường và không lãng phí tài nguyên. Sau khi Olympic 2024 kết thúc, những chiếc giường và nệm sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Nổi tiếng với những bức vẽ khổng lồ giữa thiên nhiên, nghệ sĩ người Pháp gốc Thụy Sĩ được biết đến với biệt danh Seyss mới đây tiếp tục ra mắt hai tác phẩm rộng khoảng 3.000 m2 về hai em nhỏ đang phác họa thiên nhiên. Tác phẩm này rộng khoảng 3.000 m2 có thể được quan sát từ đỉnh núi và đồng cỏ gần đó. Theo chia sẻ của Seyss, bức tranh này kêu gọi mọi người hãy chấp nhận những quan điểm khác nhau. Để hoàn thành các tác phẩm, Seyss đã sử dụng một loại sơn đặc biệt làm từ phấn và than, hoàn toàn không gây hại đến môi trường. Những bức tranh này có thể tồn tại trong nhiều ngày trước khi phân hủy, tùy thuộc điều kiện thời tiết. Các bức tranh của anh thường được sử dụng ảnh trẻ em và những vòng tay lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết và tình yêu thương hiện hữu ở mọi nơi trên thế giới. Và những hình ảnh này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.